Chào mừng các bạn đến với kênh Ngôi Sao Bay. Thưa các bạn, trong bản tin này chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cho các bạn về top 5 cầu thủ Việt lấy vợ con nhà đại gia, cưới xong sở hữu cả 100 tỷ đồng, vốn đất tài năng, kiếm cả đống tiền từ sân cỏ. Thế nhưng những cầu thủ này lại có thêm sự may mắn khi cưới được những người vợ vốn xuất thân gia đình từ gia thế khủng. Vậy họ là những ai? Chúng ta cùng tìm hiểu. 1. Vợ Công Phượng, con gái của giám đốc ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, rất kín đáo trong chuyện tình cảm, nên khi công khai bạn gái đã yêu 4 năm, cầu thủ Công Phượng khiến người hâm mộ vô cùng bất ngờ. Đám cưới của cặp đôi thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng bởi sự xa hoa và sang trọng. Bà xã của tiền đạo người Nghệ An là Tô Ngọc Viên Minh, con gái của giám đốc ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh 2 nhiệm kỳ liên tiếp. Bản thân cô cũng rất giỏi giang, từng du học tại Bỉ. Đây cũng là thời gian Viên Minh quen và yêu Công Phượng khi Công Phượng thi đấu tại Bỉ. Viên Minh tốt nghiệp loại xuất sắc chương trình thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh của trường đại học RMIT. Công Phượng và Viên Minh quen nhau vào năm 2014. Cặp đôi được cho là bắt đầu hẹn hò từ năm 2016. Viên Minh từng tham gia vào các nhóm fan của Công Phượng, tổ chức các hoạt động kết nối cầu thủ với fan. Sau này, cô là quản trị viên của fanpage và group chính thức của anh. Hiện tại, Viên Minh thay Công Phượng điều hành công ty chuyên tiếp thị thể thao do hai vợ chồng thành lập. Viên Minh được xem là người vợ lý tưởng, là hậu phương vững chắc, luôn thu vén công việc giúp Công Phượng để anh yên tâm luyện tập và thi đấu. Theo tiết lộ, khi cưới xong, vợ chồng Công Phượng đã sở hữu trong tay khối tài sản lên tới cả 100 tỷ đồng. 2 và 3, bố vợ của Văn Quyết và Duy Mạnh. Cầu thủ Văn Quyết và Duy Mạnh cùng cưới hai chị em trong một nhà. Bố vợ của Duy Mạnh và Văn Quyết không ai khác chính là ông Nguyễn Giang Đông, một đại gia kín tiếng ở Hà Nội. Ông Giang Đông là đại gia kinh doanh ô tô xe máy, kinh doanh phụ tùng lâu năm ở Hà Nội. Hiện ông sở hữu trong tay hàng 100 tỷ đồng, nhiều bất động sản khác, thuộc hàng giàu có ở thủ đô. Đặc biệt, ông Giang Đông là một trong những tên tuổi của làng bóng đá Việt Nam khi từng giữ chức chủ tịch câu lạc bộ Sài Gòn FC trong một thời gian dài. Dưới sự dẫn dắt tài giỏi của ông Giang Đông, câu lạc bộ Sài Gòn từng bước lên V-League và trở thành một thế lực đáng gờm. Trong suốt thời gian làm chủ tịch câu lạc bộ Sài Gòn, ông Giang Đông nhận được sự yêu mến lớn của nhiều người. Ông Đông có cách xử sự chuẩn mực và luôn dành sự quan tâm cho các cầu thủ cũng như cổ động viên. Hiện tại, ông Giang Đông đã nghỉ làm ở câu lạc bộ Sài Gòn vì lớn tuổi. Vì đại gia này muốn dành thời gian cho gia đình và cháu ngoại, con trai của Văn Quyết và con gái của Duy Mạnh. Hồi đầu năm, đám cưới của Duy Mạnh và Quỳnh Anh khiến thiên hạ lắc mắt vì độ giàu có và chịu chi của hai bên gia đình. Toàn bộ 3.000m² sân bóng đá thôn Giao Tác, nơi gắn bó kỷ niệm tuổi thơ của chú rể, được dùng làm nơi tổ chức hôn lễ. Không gian tiệc cưới trang trí theo kiểu lâu đài cổ tích. Chiếc vòng cưới mà Quỳnh Anh được làm từ 285 viên kim cương có giá trị khoảng gần 1 tỷ đồng. 4. Vợ Trung vệ Bùi Tiến Dũng, con tiểu thư nhà giàu có. Sau chưa đầy 1 năm công khai tình cảm, Trung vệ Bùi Tiến Dũng và Khánh Linh đã quyết định về chung một nhà trong lời chúc phúc của đông đảo bạn bè và đồng nghiệp cùng người hâm mộ. Cô nàng quê ở Bắc Ninh và từng du học tại Singapore. Sau quá trình học tập ở nước ngoài, Khánh Linh về nước để cùng quản lý cơ ngơi của gia đình. Nhà của Khánh Linh kinh doanh khách sạn và quán karaoke thuộc hạng có tiếng tại Bắc Ninh. Ở tuổi còn rất trẻ, cô bạn đã làm quản lý một khách sạn lớn ở thành phố Bắc Ninh. Nhờ vậy thu nhập ổn định, Khánh Linh từng một mình qua Dubai đón bạn trai đi thi đấu về nước. Chính vì vậy, có thể nói vợ Bùi Tiến Dũng là tiểu thư cành vàng lá ngọc. Trên trang cá nhân, Khánh Linh thường chia sẻ những hình ảnh sử dụng hàng hiệu đắt tiền, các chuyến du lịch ở nhiều nơi sang chảnh chứng minh cho độ giàu có của mình. Vợ chồng trang cầu thủ tài năng còn thường xuyên đăng tải những hình ảnh đi du lịch sang chảnh ở nước ngoài cùng nhau. Cả hai vừa mới chào đón cô con gái đầu lòng, cặp đôi trai tài gái sắc nhận được nhiều lời chúc phúc từ các fan hâm mộ và bạn bè thân thiết. 5. Vợ của Phan Văn Đức, gia đình thuộc vào hàng gia thế khủng. Nếu như Phan Văn Đức là cầu thủ nổi tiếng thì Nhật Linh cũng không phải dạng vừa. Bố cô nàng cho biết mình đang làm công việc kinh doanh có tiếng, vì vậy mà không thể nhận thấy giữa vùng làng quê Nghi Lộc, Nghệ An, nhà bố vợ của Phan Văn Đức là một ngôi nhà bề thế thuộc dạng to nhất xóm. Còn nhớ trong đám hỏi, cô dâu Nhật Linh đã khoe vàng đeo kín tay và cổ. Vâng, thưa các bạn, bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn xem video thấy hay thì hãy đăng ký kênh, like, chia sẻ kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.